Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình cũng lại đi vườn và cũng về làm món ăn. Vậy ngày hôm nay tiện đây thì mình đi vườn mình gặp một cái cây rất là lạ. Vậy hôm nay mình xin chia sẻ với cô chú anh chị em luôn nha. Thì tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ về cái phần cái cây này. Cô chú anh chị em nhìn thấy những cái trái như thế này thì cô chú anh chị em nói là phai ngọt nha. Nhưng thật sự là nó không phải là phai ngọt của mình nha mấy bạn. Thì mình đã hái được bao nhiêu nè mấy bạn cô chú anh chị em nhìn thấy những cái củ của nó có những cái nhánh như thế này nè, nhìn thấy nó cũng khá là đẹp và khá là dễ thương luôn nha. Mình rất thích những cái trụ tượng như thế này, nó ngoằn ngoèo như vậy mà nhìn thấy nó khá là dễ thương, khá là hấp dẫn luôn. Đây thì ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị em, đây là cái củ phai ngọt, nhưng mà không phải là phai ngọt của mình nha, thì đây là phai ngọt gừng nha mấy bạn. Đây là phai ngọt gừng. Thì cái nhánh này hồi nãy mình quay cho cô chú anh chị em xem thì nó đã khô như thế này nè, nhưng mà mình cũng cắt cái cọng dây luôn. Thì hồi nãy mình trong cái lúc mình đang quay, mình quay rồi cái đoạn sau thì cái điện thoại mình hết pin, cho nên mình không có quay trực tiếp ở ngoài vườn mấy bạn. Thì mình đem vào đây thì mình xin chia sẻ luôn. Thì cái ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ về cái phần là về cái củ phai ngọt gừng. Thì có người lớn tuổi người ta nói là ăn được, có người thì nói là không nha. Nhưng nếu như hồi nào giờ mình không có ăn cái phai ngọt này thì thôi, thì mình cũng xin đừng có thử luôn nha. Mình không biết nó như thế nào. Thì để mình sẽ bẻ ra cho cô chú anh chị em xem. Đây nè cô chú anh chị, ở trong là nó màu trắng nha. Để mình thử cái mùi nó thử coi. Cái mùi nó hôi hôi mấy bạn. Nó hôi hôi. Nó cũng có một cái chút gì đó là của cái cảm giác là của phai ngọt, nhưng mà không phải nha. Nó rất là lạ. Nó mùi vị, cái vị của nó hơi hôi hôi mà có cảm giác như là cái này có thể là ai mà khó ngửi những cái mùi lạ thì có thể là ăn không được nha. Thì có những cái người lớn tuổi thì người ta nói ăn được, còn những người thì người ta cũng nói là không ăn được. Vậy cho nên hồi nào giờ mình không ăn thì thôi mình cũng đừng có nên ăn. Mình không biết nó như thế nào. Thì cũng ở đây thì mình thấy nó lạ và nó rất giống phai ngọt của mình. Thì mình cũng xin chia sẻ cho cô chú anh chị em xem với mình. Rồi và mình cũng mời cô chú anh chị em cùng theo mình ra vườn để xem mình hái cái phần phai ngọt gừng này ở đâu. Và hôm nay mình sẽ làm cái món ăn như thế nào. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng theo chân mình đi trong cái đoạn đường của ngày hôm nay nha. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay mình đi vườn mấy bạn, mình thấy ở đây có một cái dây phai ngọt gừng đó mấy bạn. Phai ngọt này phai ngọt gừng chứ mình cũng không có trồng nha. Mà nó có nguyên một cái chùm, cái này người ta kêu bằng, có người ta kêu bằng cái trái hay cái gì mình cũng không biết. Mà ở dưới nó có cái củ và ở trên nó có một cái chùm trái, cái chùm như thế này nè. Nè, đó, đây là phai ngọt gừng nha mấy bạn, mình không biết là ăn được hay không. Nhưng mình thấy nó rồi mình quay để chia sẻ với các bạn thôi. Cái này nó cũng giống như cái phai ngọt của mình vậy đó. Cái phai ngọt của mình nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái củ nó không có như vậy nha, nó đẹp hơn. Thì cái này nó giống như y chang như phai ngọt mình nha mấy bạn. Mời mấy bạn nhìn thấy nè. Mình không biết nó ăn được hay không, mình không biết nha. Rồi mình đi vườn mình thấy mình chia sẻ vậy thôi. Đó. Để nó một lát mình hái mấy cái củ kia mình coi nó, mình sẽ tách nó ra mấy bạn coi như thế nào nha. Còn cái củ này thì đây nè, đây. Đây nè các bạn, nó ở trong nè, nè. Nó bị con gì cắn đó nè. Nè. Để mình thử thử cái mùi nó như thế nào nha. Cái mùi nó cũng thơm thơm á mấy bạn. Mà không biết có ăn được không mình không biết nha. Rồi mình thấy nó lạ và nó thấy cái củ này nó lạ mà nó nhìn thấy nó cũng hơi đẹp đẹp, và mình quay mình chia sẻ chứ mình cũng không biết nữa. Nè. Đây là dây phai ngọt gừng, mình hỏi mẹ mình nói đây là dây phai ngọt gừng. Nó tự mọc, nhưng mà hồi từ đó giờ nó mọc nhiều lắm nhưng mình không có dám ăn. Vậy mình quay chia sẻ cái bụi này nha, cái củ này nó như thế nào. Đây, nhìn thấy nó khá là hấp dẫn. Thì mấy bạn ơi, không phải là chỉ có một cái nhành ở đâu, trong đây khá là nhiều luôn nè mấy bạn. Nè, bạn nhìn thấy khá là nhiều luôn bạn nha, nhưng mà không biết là có ăn được hay không. Mình thấy rồi mình chỉ hái vậy thôi, hái định chia sẻ vậy thôi. Đây. Chứ bây giờ mình cũng thấy cái lạ, mình cũng không biết làm sao nữa nha. Đây, nó được bao nhiêu nữa mấy bạn. Tôi chia nhiều lắm để mình sẽ quay cho mấy bạn xem. Nè. Đây mấy bạn. Đây nguyên một ề luôn mấy bạn ơi. Nè, nguyên một ề luôn, khá là nhiều luôn rồi nha. Bây giờ mình sẽ hái cái ề này xuống, rồi mình nữa chia sẻ với các bạn xem nó như thế nào nha. Tại vì bây giờ mình cầm có một tay à,
mà mình hái nó không được. Bây giờ mình xin phép thì mình tắt cái điện thoại, mình sẽ cắt cái chùm này nha, rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn nhìn thấy cái dây khoai ngọt gừng nó rất là giống khoai ngọt mình, nhưng mà không biết là ăn được hay không, mình không biết nha. Để mình sẽ tắt cái điện thoại, mình sẽ cắt nó xuống rồi quay chia sẻ với các bạn nha. Thì mấy bạn ơi, đây là cái nguyên liệu để cho mình làm món gỏi đu đủ ngày hôm nay nha. Thì ngày hôm nay sau khi mình đi vườn vào thì mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị em một bữa ăn của gia đình mình nữa. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm món là gỏi đu đủ với vịt cò. Thì vịt cò thì ở đây mình có mua một con vịt cò nè mấy bạn. Nó khá là nhỏ luôn. Thì ở quê mình người ta bán một con vịt cò như thế này là 50.000 một con. Thì ngày hôm nay mình mua một con vịt cò thì mình đã làm sẵn rồi, mình cũng đã luộc xong. Thì ngày hôm nay mình sẽ trộn với là đu đủ. Đây, đây là dĩa đu đủ của mình. Thì cái đu đủ này mình hái nó cũng chưa có được già cho lắm mấy bạn, cho nên nó mới hường hường à, nó cũng chưa có đỏ nữa nha. Với ở đây là cái phần nước này là cái nước của mình trộn. Dạ, ở đây mình có rau găm. Chị mình mời cô chú anh chị em cùng bắt tay với mình làm cái món là vịt cò trộn gỏi đu đủ của ngày hôm nay nha. Thì các bạn ơi, đây là những cái nguyên liệu mình làm bữa cơm ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có mua được một con vịt cò mấy bạn. Ở đây thì nó bán vịt cò là một con là 50k nha, là 50.000 á, thì mình mua được con vịt cò. Thì ngày hôm nay ở đây mình có đu đủ thì mình sẽ làm gỏi đu đủ với vịt cò. Thì cái phần nước trộn này thì cô chú anh chị em cũng làm khá là dễ, thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình thôi. Thì mình thích ăn mặn ngọt lạt gì đó thì mình cứ trộn theo khẩu vị của gia đình mình. Thì ngày hôm nay lúc buổi sáng thì mình cũng có đi vườn, thì mình cũng bắt gặp được cái phần của cái củ khoai ngọt gừng á, thì mình cũng chia sẻ rồi. Mình vào nhà thì mình cũng sẽ chuẩn bị một ăn cho gia đình mình. Thì hôm nay thì mình chuẩn bị một món ăn cũng khá là đơn giản luôn. Vậy mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị em. Thì cái phần vịt cò với đu đủ thì mình trộn á, cô chú anh chị, mình trộn để có khoảng 5 phút hoặc là 10 phút. Nếu như chúng ta không gấp thì chúng ta có thể là để 10 phút hoặc 15 phút. Thì cái phần gỏi của mình với cái thịt vịt thì nó thấm gia vị thì khá là ngon. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng bắt tay vào trộn món gỏi này với mình nha. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình, mình có nói gì hoặc là mình có làm gì sai sót á, thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ để nó được 10 phút hoặc là 15 phút mình mới dọn cơm ăn nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần gỏi nãy giờ mình đã trộn được 10 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để dọn cơm ra ăn thôi nha. Mình cũng có chuẩn bị một cái dĩa nè mấy bạn. Cái phần gỏi đu đủ của mình á, thì khi mình cho cái nước trộn vô á mấy bạn thì nó khá là thơm luôn. Thì ngày hôm nay gia đình mình làm một bữa ăn như thế này cũng khá là đơn giản luôn mấy bạn. Thì nhà ở quê mà thì mình cũng có nói trước rồi, thì có cái gì thì mình sẽ chia sẻ về cái món ăn đó và những cái công việc của mình ngày hôm đó thì mình làm. Mà nếu như mình không có mà gấp quá với mình có được cái thời gian thì mình cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị em về cái công việc của mình nha. Còn những cái lúc nào mà mình có bận công việc nhiều quá thì mình cũng xin tạm gác lại ít ngày thì mình cũng quay lại và chia sẻ với các bạn, cô chú anh chị em. Thì trong khi đó những cái hôm mà mình không có thời gian mà mình quay được cái mà video để đăng lên á, thì mình cũng mong cô chú anh chị em có lướt qua thì thấy những cái video cũ của mình á, thì mình cũng mong cô chú anh chị em mà dừng lại vài giây để xem giúp cho cái kênh hai mẹ con mình nha. Thì trong về cái phần nấu nướng các bạn, mình dụng về đó, mình không khéo tay về những cái quá trình nấu nướng đó, mình rất là dụng về. Mình lúc trước thì hồi lúc mình chưa có lập gia đình đó mấy bạn, những cái công việc nấu ăn trong nhà đó là cho do chị mình và mẹ mình làm thôi, mình ít có làm.
Tại vì trong gia đình đó, mình là con út á, cho nên mình cũng ít có làm những cái công việc như nấu nướng này kia gì đó. Mình chỉ là phụ họ cho gia đình mình những cái công việc như là đi vườn, hoặc là hái trái cây, làm những cái công việc ngoài đồng á, thì mình thích lắm, mình hay đi những cái công việc đó. Còn nấu ăn thì hồi đó mình không có thích nữa các bạn, mình không có nấu ăn đâu, mình ít có vào bếp lắm. Rồi đến khi lúc khi mình lập gia đình rồi thì mình mới biết thế nào là vào bếp. Và nếu như trong những cái video mà mình có quay và mình có làm những món ăn hoặc là mình có nói gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em mà thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí vài cái cọng rau như thế này nữa bạn. Nhìn cái dĩa gỗ của mình cho nó hấp dẫn một tí nha. Rồi, thì bây giờ mình đã hoàn thành xong cái phần vịt cò trộn gỏi đu đủ rồi nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng theo chân mình đi ra bàn để dùng cái bữa cơm ngày hôm nay với gia đình mình nha. Thì các bạn ơi, mình đã làm xong cái mâm cơm của gia đình mình rồi nha. Thì mâm cơm của gia đình mình ngày hôm nay nó cũng khá là đơn giản luôn mấy bạn. Đây là cái dĩa gỏi đu đủ và vịt cò nha mấy bạn. Thì mấy bạn nhìn thấy cái dĩa gỏi của mình cũng khá là bắt mắt và mùi thơm cũng khá là thơm nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ ăn chung với cháo đậu xanh đó mấy bạn. Và ăn với cơm. Ở đây là nước mắm chua ngọt. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng vào ăn cơm với gia đình mình. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký, nhớ nhấn vào cái chuông để đón xem những cái video mới, những cái món ăn mới và những cái tâm sự của mình nha. Vậy bây giờ mình xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và mình cũng mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất, trong những cái món ăn sớm nhất. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.